Này, cho ngon này. Bỏ vỏ bên đây cho Bi nhé. Bên đây, có mì bỏ vỏ bên đây nè. Ngon lắm không? Ngon nhờ, đậu này ngon nhờ. Ngon không? Ngon lắm, mình ăn đi, mình uống sữa rồi mình ít muốn ăn à, chị có bị ăn ngon nè, đúng không Bi? Ngon đúng không? Bi bóc được không? Mẹ bóc cho. Bi, con bóc được không? Sữa xong mình chẳng muốn ăn được. Bi no rồi đó hả? Nè Bi cũng đầy mồm đây nè. Mẹ dọn nhá. Nè mẹ vơ hết cái này đi, mẹ dọn đi nè. Để dành bụng tí chưa ăn cơm với nha. Nào Bi đưa đây mẹ. Đưa đây mẹ. Đúng rồi. Bi coi lấy chỗ bếp nhà cho mẹ với nhá. Nhá, đi tìm cái chỗ bếp nhà cho mẹ nha.
Chị Kobi đi, nào ôm chị Kobi nè. Thương Kobi nha. Mang còn gật đâu? Con còn gật đâu Mon? Mon năm nay nghịch lắm rồi đó.